Thịt cá sấu bà con, thịt cá sấu nha, thịt cá sấu. À, nghe nói nó dữ dằn nhưng mà nó cũng có số loại tốt để mà dinh dưỡng cho thịt cá sấu. Mà những người không ăn được thịt cá sấu đó là những người bị nóng nè, bị sốt, lở loét, người bị dạ dày, các mạch máu, đó, say rượu, uống rượu, bệnh méo miệng, người dị ứng với hải sản, người câm là không ăn được thịt sói, thịt cá sấu. Thịt cá sấu những người không ăn được đó là người bị nóng, bị sốt, lở loét, bị dạ dày, các mạch máu não, say nắng, say rượu, uống rượu, bị miệng méo, người dị ứng với hải sản, người câm. Nó tốt, thật tốt cho da nè, nó tốt cho cơ bắp nè, ngăn ngừa bệnh tim, ngăn ngừa hen suyễn, tiểu đường, giảm nguy cơ sơ vữa động mạch, giảm cảm lạnh, giảm ho, giảm nếp nhăn của da, chống khỏi u sơ vết thương, cải thiện chức năng phổi, xương chắc khỏe, ngăn ngừa thiếu máu, tốt cho hệ thần kinh, giảm cân, ăn một tuần không quá 400 gram, chia ra nhiều bữa ra ăn một tuần đó nha bà con. Chứ bà con ta thấy ăn vui vẻ mạnh khỏe bà con ơi. Và những người nhắc lại là những người không ăn được thịt cá sấu, đó là người bị nóng, bị sốt, bị lở loét, bị dạ dày, bị các mạch máu não, say rượu, uống rượu, người bị méo miệng, người bị dị ứng với hải sản, người câm là không được ăn thịt cá sấu không được ăn bà con ơi. Cái mà bà con ơi, không ăn nha bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.